không phải là o hiền, em là Dũng bán sầu riêng. À, thì anh chị, cái sự việc xảy ra của o hiền thì Dũng chỉ coi cái like của o hiền buổi tối đó, và Dũng có ước ao là Dũng được dẫn bán đất như bà o hiền. Dũng chỉ mơ ước và Dũng có một lời cầu trời khấn Phật cho con bán được như bà o hiền. Thì sau cái buổi tối em mơ ước đó, sáng ngày em bật cái like lên, thì mơ ước của em sợ thành sự thật là 6.000 người vô coi và hỏi em có phải sầu riêng o hiền không. À, thì em cũng nói là em nghĩ là mơ ước của mình, trời thương trời độ, thì em cũng nhận tôi là o hiền đây, sầu riêng o hiền, để tôi muốn, em muốn được bán như bà o hiền, đất như o hiền. Tự nhiên bây giờ o hiền xong cái mới bị 6.000 người xong cái o hiền bơm hàng, o hiền không nhận hàng, o hiền khỏi ấy, tôi hoảng rồi, tôi sợ rồi, nên anh chị làm ơn tha cho tôi. À, từ nay về sau tôi sẽ không nhận bừa nữa. À, để cho tôi bán một ngày tôi bán có 4-5 trái sầu riêng mà o hiền đâu ra. Tôi không phải là o hiền, tôi nhắc lại, làm ơn tha để cho tôi kiếm miếng cơm thôi, chứ tôi không có gì đâu.